Hello hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Hôm nay là thứ 6 và Happy Friday cũng như là Happy Weekend cả nhà. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi làm các bạn. Trước khi đó thì mình vào cái chỗ này mình đổ xăng rồi. Thì đổ xăng ở trong chợ thì thông thường thì nó rẻ hơn được mấy sen, nhiều khi mấy chục sen các kiểu. Bây giờ thì Đức Vũ sẽ đi và sẽ cho mọi người ngắm đường phố ngày hôm nay ở Mỹ. Thì thời tiết nó bắt đầu nó từ mấy bữa nó ấm, các bạn, bữa nay thì nó lại lạnh, nhưng mà Đức Vũ thì muốn cho quý vị các bạn, bây giờ thì hiện tại nó đang khoảng chừng 41 độ F, quý vị cũng khá là lạnh, tại vì mấy bữa trước thì nó ấm, bữa nay thì nó lạnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ vừa đi đường vừa ngắm cái cảnh mùa xuân các bạn. Bây giờ hoa nó nở rất là nhiều, các bạn cũng sẽ thấy hoa anh đào ở bên này nó nở kinh khủng lắm các bạn, nở mà rất là đẹp. Ở trong này chợ thì họ đã bán hoa mùa xuân rồi, các bạn thấy đây nè ha, đây là hoa nè đó. Giờ thì ở đằng trước thì các bạn cũng thấy ở đằng trước là cái cây xăng, nhưng mà nó rất là nhiều hoa anh đào đẹp các bạn. Mấy bữa nay thì nó cũng có mưa nhưng mà nó cũng ok, nó làm chưa hoài. Thì bắt đầu cái mùa xuân mà mới vừa nắng lên cái là tất cả những cái cây cối rồi nó sùm hết, và đặc biệt là ở bên này các bạn hoa. Thì có một bạn có hỏi Đức Vũ về cái câu chuyện liên quan đến em đang ở tiểu bang Cali, hai vợ chồng em mới qua, và ở Cali thì ở chỗ đó thì khó kiếm việc làm. Và bạn của em thì ở Phila thì nói là qua là có chỗ có việc làm liền, và thậm chí là có chỗ ở luôn. Thì bạn đã hỏi là em có nên mu đi hay là không. Thì Đức Vũ chỉ muốn hỏi như thế này các bạn, bởi vì ở Cali là nắng ấm, còn ở bên Đức Vũ thì nó lại là bốn mùa. Thì tiểu bang của Đức Vũ chạy qua Phila chắc khoảng cỡ tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ gì đó. Mọi người có thể, bởi vì cái tiểu bang lạnh đó, nó bốn mùa, và khi cái việc các bạn ở bốn mùa rồi các bạn sẽ rất thích, bởi vì nó có xuân hạ thu đông rõ ràng, và bây giờ đang là mùa xuân nữa các bạn ha. Giờ đang là mùa xuân và nó hoa bắt đầu mọi thứ nó nảy nở, thì điều đó là một cái điều mà Đức Vũ thấy nó quen thôi, tại vì khi mà các bạn ở đâu thì nó quen đó. Ví dụ như ở bên kia thì ấm áp, hoặc là đồ ăn này đồ ăn kia, thì ở Phila thì cũng có bánh mì ba lẻ, cũng có khu đó, nhưng mà ở Phila thì nó được cái này cũng có thể mất cái khác các bạn. Khu đó thì người dân Mỹ đen hoặc là gì đó nhiều, thì tùy theo cái vùng mà quý vị các bạn ở thôi, chứ không phải là không. Cái thứ hai á, là nơi mà các bạn có việc thì có nhiều cái lời khuyên dành như thế này. Hai vợ chồng bạn nên chuyển qua đến đây một thời gian, sau đó thì quý vị làm một thời gian khoảng từ 5 đến 10 năm gì đó, thì tự nhiên là mình sẽ có thể mình mua được nhà, mua được tất cả mọi thứ, thì nó sẽ tốt. Và như vậy thì sau đó thì quý vị và các bạn, hai bạn có thể dành dụm mua nhà, rồi sau đó cũng có thể trở về Cali ở. Nhưng mà theo quan điểm của Đức Vũ thì ở đâu nó cũng có cái khó, cái khổ, và cũng có cái sướng các bạn. Ở tiểu bang này thì chỉ có mùa tuyết khoảng 3 tháng thôi, tháng 12, thực ra tháng 12 thì cũng chưa có tuyết nhiều các bạn, thì nó hơi lạnh, bắt đầu từ tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Bây giờ thì qua tháng 4 rồi các bạn thấy không, cuối tháng 3 nó đã ấm trở lại rồi, bây giờ qua tháng 4 nó ấm. Thì cái điều kiện mà để Đức Vũ muốn chia sẻ với mọi người là tùy theo quý vị các bạn quyết định, nhưng mà cái việc mà quý vị các bạn không có việc làm, nó rất là, gọi là, có một người chị khuyên Đức Vũ là này nè, có comment cho Đức Vũ cuộc sống của mình quý vị các bạn, nó về bề ngoài chúng ta có thể khổ hoặc là làm cực khổ, nhưng mà về tinh thần của chúng ta nó sướng thì nó sẽ tốt. Bây giờ cái gì các bạn đi làm mà không có tiền, các bạn sống như vậy thì nó sẽ, cái tinh thần của chúng ta nó bị áp lực nhiều lắm quý vị các bạn, nào là tiền này tiền kia,
Và khi mà chúng ta bị áp lực thì nó sẽ không có tốt. Các bạn thấy à, đường bây giờ nó nở hoa, các bạn, hoa nào nó cũng nở hết, quá trời hoa nở luôn các bạn, cây cối nở hoa rất là đẹp hai bên đường. Các bạn thấy à, hai bên đường nở rất là đẹp. Bây giờ bên này các bạn chỗ nào nó cũng nở hoa thì đó là một cái nơi, các bạn thấy không đó, mình chỉ nói là mình cảm thấy cái nơi mà mình ở thì cảm thấy từ từ các bạn ở, các bạn sẽ thấy nó sướng. Thì tùy theo các bạn, mình chỉ lời khuyên đó là tinh thần là quan trọng đó. Thì các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta ở đâu cũng vậy thôi. Thì mình nói thêm về Cali các bạn, Cali thì một số anh chị bạn của mình, nhưng mà có nhiều, tại vì có thể bạn chưa tìm việc đúng thôi, chứ thực ra ở Cali cũng có rất là nhiều việc, nhưng mà tại vì mức sống ở Cali rất cao cho nên bạn mua được một căn nhà ở Cali, và cái tiền thuê nhà ở Cali thì nó sẽ mắc hơn ở địa bàn khác. Ở villa thì nhà nó rẻ hơn, ví dụ các bạn nhà nó rẻ hơn, chắc chắn là rẻ hơn Cali rồi đó, tôi cũng đảm bảo 100%. Có nhiều bạn nói là mắc này mắc kia tôi cũng không biết, nhưng mà thực sự là nó sẽ rẻ hơn rồi các bạn, rẻ hơn rồi. Còn về điều kiện về việc làm, bây giờ mình cứ lo việc làm trước đi các bạn, đúng không? Nhưng mà ở mỗi tiểu bang thì nó cũng có khác, có nhiều tiểu bang thì bạn cũng phải nên biết trước, mình có thể sốc thôi. Ví dụ như ở villa thì mình đi cũng nhiều lần rồi, cũng có bạn ở trên đó, thì ở trên đó thì nếu mà quý vị các bạn ở thành phố thì nó có thể giống như là nhiều mỹ đen rồi cái đồ hay là gì đó người ta nói vậy, nhưng mà thực tế thì chỗ nào nó cũng có những cái thứ đó, mà tùy theo cái vùng. Có những cái người bạn của mình ở những cái vùng xa hơn, ở villa nhưng mà ở xa hơn quý vị các bạn, thì xa hơn thì nó cũng thứ nhất là cũng có công ăn việc làm, nhưng mà tại vì bạn nói ở villa thì không biết villa là ở chỗ nào, thì nó cũng đó, thì mình đang nói về cái điều kiện ở đó. Nhà cửa ở thành phố thì thực sự các bạn nó rất là nhỏ rồi, chật và hẹp, thật sự là Đức Vũ thấy như vậy nha, tại vì Đức Vũ đi lên đó cũng nhiều lần, hai ba lần thì có thể chưa nhiều, nhưng mà nhà thì cũng cũ, nhưng mà nếu mà ở cái vùng khác hoặc vùng xa hơn chút xíu thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ tốt hơn, có nghĩa là nhà nó đẹp hơn. Nó tùy theo các bạn, nhà của một số bạn của mình ở bên villa mua 300 mấy 400 như cái biệt thự nữa. Sợ mình nghèo lộn quý vị các bạn. Đây nó có nhiều đường rẽ lắm, ở Mỹ nó tuyệt vời lắm quý vị các bạn. Nó cái đường rẽ là cái đường mà tuyệt vời. Bữa nay mình đổi giờ làm quá bạn, mấy bữa nay mình đổi giờ làm cho nên là cái giờ này bạn, 2-3 giờ chiều là nó kẹt xe rất là nhiều. Đương nhiên là về buổi khuya thì khoảng 1:30 khuya thì nó sẽ vắng hơn, nhưng mà 2-3 giờ chiều thì tình hình kẹt xe rất là nhiều. Thông thường á thì mình hay mở chỉ đường lên để nó xem là mình có bị ấy hay không, nhưng mà cái xe mình nó cũng có tự động mở lên. Hiện tại thì nó đang vàng các bạn, chưa có đỏ. Vàng là mình có thể đi được, xanh thì đi ok, nhưng mà vàng là cũng kẹt xe rồi. Và cái giờ này thì kẹt xe quá trời các bạn. Nhưng mà hôm nay video của Đức Vũ á, thì Đức Vũ muốn chia sẻ cho cái người mà hỏi là có muốn di chuyển từ Cali qua villa hay là không. Bởi vì mình thấy là đầu tiên là quan trọng là công ăn việc làm. Các bạn phải có công ăn việc làm thì các bạn có tiền.
đúng không? Có tiền. Đương nhiên nó có những cái sự lựa chọn liên quan đến con cái, nhà cửa, thì có nhiều video Đức Vũ đã chia sẻ rồi, thì quý bạn có thể tham khảo thêm, quý các bạn tham khảo thêm về cái nơi mà mình muốn ở. Nhưng mà đầu tiên là mình phải giải quyết cái tinh thần đó bạn, tinh thần. Nhưng mà có nhiều người nói ô ở Cali thì có nhiều người Việt. Dạ thì nhiều người Việt thì nó cũng có những cái lợi, nhưng mà cũng có cái không có lợi các bạn, tùy theo các bạn suy nghĩ thôi. Quan điểm của Đức Vũ đó là mình sống ở đâu mà mình cảm thấy nó thoải mái các bạn. Thì có nhiều người á, có hai vợ chồng, cái người bạn của Đức Vũ cũng thân lắm các bạn, nói chung là nó không bạn, em họ mà. Qua đây xong rồi thay vì ở cái tiểu bang mà có rất là nhiều gia đình, bạn bè, người thân ở đó, nhưng mà hai bạn nó không có chịu ở đó bạn, không phải là không chịu nữa mà cũng may mắn cái là mở một cái tiệm nail ở đi ra một cái thành phố, đi ra một cái tiểu bang xa hơn đó. Thì từ ví dụ như là Georgia chuyển qua South Carolina đó, thì ở đó có thể có ít người Việt hơn, nhưng mà làm nail nó tốt hơn. Ở tiểu bang đó nó cũng không quá lạnh so với ở Maryland hoặc là Virginia các bạn. Thì có nhiều người nói nên chuyển qua Maryland hoặc Virginia ở cho nó tốt, thì tùy theo các bạn đó, thì tùy theo đó là cái cách suy nghĩ của mọi người đó. Tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà đầu tiên mình phải giải quyết được yếu tố về tinh thần đó. Thì không hẳn là chúng ta có tinh thần tốt các bạn, thì chúng ta phải có tất cả những cái điều kiện liên quan đến vật chất, rồi những cái thứ khác, thì điều đó nó sẽ giải quyết cho chúng ta. Đầu tiên mình nghĩ là các bạn phải có đủ cái thu nhập để cho bạn trang trải, thì lúc đó cuộc sống của hai vợ chồng nó sẽ tốt hơn. Mình cũng không biết là bạn có nói là có con hay chưa. Đương nhiên có con thì nó sẽ phải liên quan đến vấn đề học hành, rồi cái nơi ở, rồi tất cả mọi thứ. Thì tại sao người ta nói như thế này quý vị bạn, tại sao mình không gọi là, tiếng Anh nó có một câu rất là hay, là cái từ thôi chứ không phải là cái câu nữa bạn. Challenge là thử thách hay là thách thức. Thì mình thấy đương đầu với những cái thách thức trong cuộc sống của bạn, thì mình tại sao mình không thử một lần đi, mình thử di chuyển qua đi. Nếu mà di chuyển qua không được thì mình vẫn có thể trở lại được, đúng không quý vị các bạn? Rồi có những người, thì có những anh chị họ cũng nói rằng là mình cứ đi, mình làm biết đâu được qua đó mình làm, mình có công ăn việc làm tốt, sau đó mình mua được nhà, rồi sau đó thì mình trả được cái nhà, rồi sau đó mình có thể bán, rồi sau đó khoảng 5-10 năm mình làm, mình tích tụ được tiền nhiều rồi mình lại trở về Cali. Đó là cái mà suy nghĩ của mọi người thôi, thì tùy theo các bạn ha. Thứ nhất là cái nơi mà mình có thể chọn, thì một số người chọn những cái tiểu bang lạnh để họ ở, còn những người tiểu bang lạnh thì có thể chọn cái tiểu bang ấm. Đó là tùy. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay Đức Vũ chỉ muốn chia sẻ với mọi người vài thứ. Thứ nhất là liên quan đến cái câu chuyện di chuyển từ Cali qua Phila. Cái thứ hai là chia sẻ với mọi người bây giờ bắt đầu qua mùa xuân các bạn, thì ở bên Đức Vũ này thì bắt đầu hoa anh đào, tất cả mọi thứ nó nở, thì mình cũng không có điều kiện, mấy ngày nay mình bận, mình không có điều kiện mình đi ra ngoài ngoài DC để quay hoa anh đào cho mọi người. Nhưng mà mình thấy là ở ngoài đó mấy ngày nay trời nắng bắt đầu qua hết cái tuần này các bạn, ví dụ như bắt đầu từ tháng 4 là cái chỗ này, lúc này là quý vị bạn nào mà muốn đi du lịch qua DC để ngắm hoa anh đào, thì quý vị bạn đi cái thời điểm này là rất là đẹp. Mình sợ là vài hôm nữa mà trời nó mưa thì các bạn, trời nó mưa thì có thể sẽ nó tàn hết rồi các bạn. Thì ok, thì cái video này Đức Vũ chỉ làm ngắn quay cho mọi người xem cái cảnh thời tiết ở bên này, với hai là cái câu chuyện liên quan đến cuộc sống ở Mỹ để chia sẻ cùng mọi người. Thì mọi người nếu mà quý cô chú anh chị và cô bác nào mà có những cái ý kiến hay hơn, mình chỉ nói về gợi ý về cái câu chuyện giống như vậy thôi, còn có rất là nhiều điều để bàn trong cái đề tài này, nhưng mà Đức Vũ lại không có thời gian nhiều và chỉ muốn đưa ra nêu ra. Thì quý cô chú anh chị nào có những cái comment hoặc là những cái nhận xét hoặc là những cái góp ý để cho cái người hỏi về cái việc mà di chuyển từ tiểu bang Cali qua Phila chẳng hạn, hoặc là từ tiểu bang nóng và tiểu bang lạnh, hoặc là tiểu bang mà có cái mức sống cao qua cái tiểu bang mà khác, thì mình cần phải chuẩn bị những thứ gì thì đó là những cái mà Đức Vũ muốn
muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn. Ok, bây giờ thì Đức Vũ xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, chúc cho tất cả quý vị cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên người thân và gia đình, và hẹn gặp quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.